Chào các bác nhá. Chào các bác đến với lại kênh shop Tân Ánh nhà em nhé, shop Tân Ánh Bắc Giang ạ. Giới thiệu với các bác một cái lô hàng kéo ép cảnh đang đăng lại tại tiếp nhé. Nhưng mà cái lô hàng này là lô hàng loại 1 này, nhưng mà lô hàng này là về trong cái đợt mà bị bão lũ, đâm ra là cái độ hơi ẩm nó hơi bị cao. Nhiều đây này các bác này. Thì cái tô vít này này nó bị nhiễm hơi ẩm nhiều quá, đâm nó hơi bị có độ mốc, độ han một chút nhé các bác nhé. Cái tô vít này nó hơi han một chút thì nó không ảnh hưởng gì đâu các bác nhé. Thì cái này là em phải tháo ra kiểm tra một loạt, sau đó là em sẽ lấy cái dầu mỡ này. Đấy, dầu mỡ, dầu máy này em thấm vào rẻ, sau đó là em sẽ phải lau lại hết cả cái kéo này, chẳng hạn như là những cái phần mà bằng kim loại này em sẽ vệ sinh lại và em lau lại bằng dầu để tránh tình trạng là nó bị gì cái này đấy nhé. Có nghĩa là cái này em bảo quản thêm, bảo dưỡng thêm đấy, để cho nó trơn tru này. Đấy. Thì là trong quá trình mà đây là lau sẵn cho các bác, khi các bác lấy về các bác dùng thì nó đã có sẵn dầu rồi, thì nó cũng tránh tình trạng bị han dỉ nhé, nó bảo quản được lâu hơn. Và bản thân cái tô vít này thì em cũng sẽ lau qua dầu một chút nữa. Thì đấy là các bác phải nắm được là cái lô hàng này là do cái bão lụt vừa rồi là cái độ ẩm nó cao, đâm ra là cái tô vít này nó hơi bị han một chút nhé. Đấy, hơi bị han một chút thì các bác cũng thông cảm, nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của kéo đâu. Đấy, không ảnh hưởng chất lượng của kéo đâu nhé. Thì đây này, hầu như cái nào cũng bị đấy, cả một lô luôn đấy. Thì em giới thiệu quay video cho các bác thấy thực tế nhé. Đây, đấy. Mới tinh luôn nhưng mà hầu như cái nào cũng sẽ hơi bị han ở cái tô vít đấy. Đây đây này, đấy. Nó có hơi ẩm nó nhiều quá. Thì đấy là để cho các bác biết nhé. Thế còn hàng này thì nó là hàng loại 1 rồi ạ. Hàng loại 1 này đựng ở trong bao hộp da. Các bác hộp da có khóa kéo này thì các bác rất là tiện này, có một cái quai để các bác xách để đeo này. Đấy. Thì các bác mở ra, các bác lưu ý cho em nhé, nó có hai mặt riêng biệt đấy, mặt dấu chấm tròn đấy là mặt nằm dưới, mặt sọc là nằm trên này. Thì mình mở khóa ra này, xong mình hất nó lên thì mình để cái mặt sọc này lên trên nhé. Thì mình mở lên trên như này thì là cái mặt sọc trên này chính là cái mút chống sốc này, còn cả cái đế dưới là để kéo nhé. Đấy, để kéo này. Đây, bộ của nó thì đầy đủ, có hai lưỡi kéo sơ cua này, có cả, sẵn cả khay rồi đấy ạ. Đây, tô vít này cũng hơi han một chút, nhưng mà tất cả những thứ này là sau em đều bỏ ra hết và em sẽ bảo dưỡng lau chùi dầu mỡ lại cho các bác nhé. Thì đây là cái lô hàng kéo ghép cành đa năng, cái lưỡi này là lưỡi ghép này, còn lưỡi này là lưỡi cắt này. Thì cái này là được các bác ưa chuộng rất là nhiều, dùng trong công việc ghép cành, làm vườn, làm hoa, làm cây cảnh. Thì các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với lại bên em theo số điện thoại em ghi trên màn hình nhé.